Thưa quý vị, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, vào cuối giờ chiều qua tại thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự buổi gặp mặt thân mật các cán bộ hưu trí cao cấp trên địa bàn các tỉnh miền Trung. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, các Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Nguyễn Đức Hải. Về phía thành phố Đà Nẵng, có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh. Cùng dự có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu. Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng và gửi lời thăm hỏi ân cần của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến các cán bộ hưu trí cao cấp khu vực miền Trung, thông tin những nét lớn về tình hình kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và đối ngoại của đất nước thời gian qua. Chủ tịch nước nêu rõ, trong bối cảnh dịch COVID-19 hoành hành, gây thiệt hại lớn cho cả nước, đặc biệt là các tỉnh phía Nam, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước đã vượt qua khó khăn, dịch bệnh từng bước được kiểm soát. Về nhiệm vụ của năm 2022, với nhiều khó khăn thách thức ở phía trước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, đại đoàn kết trong toàn Đảng, toàn dân, chung sức chung lòng để hội tụ sức mạnh, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao vì đất nước, vì nhân dân, gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, bám sát tinh thần của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Tôi mong rằng các đồng chí cán bộ hưu trí cấp cao của cả nước, đặc biệt là các đồng chí ở miền Trung, bốn tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi sẽ là tấm gương tốt để thúc đẩy quy tụ đoàn kết, góp ý cho anh em đồng chí trong quá trình phát triển để anh em đủ sức, đủ niềm tin vượt qua khó khăn của từng địa phương. Đoàn kết trở thành sức mạnh. Đoàn kết thì có tất cả, mất đoàn kết mất tất cả. Trong cấp ủy nào cũng vậy và trong cấp cao cũng như vậy, để chúng ta có một cái trách nhiệm rất lớn vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì mỗi đảng bộ của chúng ta. Tôi tin tưởng rằng các đồng chí cán bộ cấp cao hưu trí ở đây sẽ là tấm gương quý để đóng góp, để mà trách nhiệm hơn nữa đối với các thế hệ này. Xác định năm 2022 có ý nghĩa quan trọng là bản lề để thực hiện nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị mỗi địa phương trong quá trình phát triển cũng cần thoát khỏi tư duy máy móc, linh hoạt và nắm bắt kịp thời những cơ hội để tạo động lực mới cho tăng trưởng lâu dài. Chúng ta phải đổi mới sáng tạo, mạnh mẽ, áp dụng mạnh mẽ cuộc cách mạng 4.0, kể cả chuyển thành nền kinh tế số và những hình thức khác trong phát triển. Rất quan trọng. Thì những vấn đề như vậy cũng thành những chuyên đề nghiên cứu trong phát triển để mà thực hiện có một tốc độ cao hơn, năng suất tốt hơn. Chính vì vậy của mô hình tăng trưởng của từng địa phương phải được chú trọng hơn nữa trong phát triển. Không thể đi theo lối mòn mà chính là phải sáng tạo trong phát triển hơn. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định trong bối cảnh quốc tế và khu vực có sự thay đổi lớn, cần khơi dậy một ý chí Việt Nam, tinh thần sáng tạo để phục vụ phát triển. Các tỉnh miền Trung thời gian đến cần nỗ lực để phục hồi và bứt phá mạnh mẽ hơn, tiếp tục đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước.